Hello, chào mọi người nhá. Hôm nay là mình mở cái đơn hàng của shop Bảo Tín cho mọi người cùng xem nhá. Khẩu này là khẩu thứ hai mình đặt nhá mọi người. Mọi người thấy video mình hay thì hãy cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé mọi người. Mọi người cùng xem mình mở hàng ra nhá. Phụ kiện. Thằng ok nhá. Khẩu này là khẩu thứ hai nhá. Nếu như ai thiện chí mua hàng thì liên hệ với shop nhá. Shop Bảo Tín phụ kiện PCP nha mọi người.